sự cho đến hoàn thành lạy Chúa Giêsu là đứng theo lòng thương xót. Hôm nay chúng con nhận thêm một người chị em, chúng con là bà Chế Thị Thảo đã bị u gan đa ổ di căn. Đang xem ra đây là một căn bệnh rất là hiểm nghèo. Chúng con cầu xin Chúa là đứng theo lòng thương xót chữa lành cho người chị em của chúng con. Khi chúng con đã quyết định nhận một căn bệnh nào thì chúng con sẽ chữa trị tới nơi và tới chốn để cho người trẻ em với mong mỏi là được Chúa chữa lành, để người chị em này trở về sống đời sống gia đình, phục vụ cho quê hương sống riêng. Cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót hãy chữa lành cho người chị em này. Xin các bạn trên cộng đồng mạng cầu nguyện cho người chị em của chúng ta là Chế Thị Thảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô của chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngồi xuống nhà. Bây giờ con đã bị bệnh này lâu chưa? Mà phát bệnh được tới nay bao lâu rồi? 3 tháng. 3 tháng rồi. Làm sao con biết ở đây chữa bệnh? Lên mạng thấy lâu chưa? Tắt máy luôn rồi. Làm gì không mở máy. Sẵn đây cha nói một cái nguyên tắc khám bệnh nha. Cũng ví dụ máy đó mà cha không có làm giấy. Vừa rồi cha có đưa ra một cái nguyên tắc là người ngoại đạo, tức là dựa vào giấy chứng minh nhân dân là tôn giáo không, thì chủ tịch chữ thập đỏ dẫn về. Dựa vào người Phật tử là người đạo Phật thì ông xin thầy tự từ chùa lĩnh dịch. Người Công giáo thì có 4 thành phần lĩnh dịch. Thành phần thứ nhất là linh mục chánh sự lĩnh dịch. Giai đoạn 2 là đức giám mục lĩnh dịch. Giai đoạn 3 là đức hồng y lĩnh dịch. Giai đoạn 4 là đức giáo hoàng lĩnh dịch. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm qua là đức giám mục dẫn dịch, chứ cha xứ về tới cổng là bị được không cho vô. Đó là cái nguyên tắc của cha khám bệnh năng y về đây, không có ai xin xỏ gì được hết, chỉ có đủ điều kiện thì sẽ được gặp cha, còn nếu không đủ điều kiện thì không được phép gặp, mà nếu đủ điều kiện thì cha sẽ chữa bệnh đàng hoàng. Cha không có từ chối căn bệnh nào cả, với điều kiện anh bệnh gì cha cũng chữa được hết. Nhà cha bảo hành là cha chữa là nếu có chết hết số rồi, nếu có chết là hết số rồi. Tại vì ở đây cha chữa bệnh rất nhiều ca năng y đã ra viện rồi, mỗi tháng cha cho ra đời khoảng 5 ca trở lên, từ theo cha nhận ít thì ra ít, nhiều ra nhiều. Do bởi vừa rồi theo luật của cha thì 1 tháng 1 năm 2019 thì Đức Giám Mục mới dẫn về. Nhưng mà do để có hai ông cha làm sai cái quy tắc của cha bác luôn, cha bác cái luật đó, cha đưa lên liền tức khắc là Đức Giám Mục. Tức là do ông cha Cẩn ở giáo phận Bù Chu, khi ông dẫn về phong 3 con chiên về đến đây mà ông không chấp nhận làm giấy, thì đồng nghĩa rằng là ông không có thương con chiên. Thì nếu cha chờ đợi ông cha dẫn về là con chiên sẽ bệnh chết. Tiếp theo đó có một ông cha Cao ở ngoài Vũng Tàu, khi ông cha Cao ông vô tới đây là ông không chấp nhận là ký tên cho ông chiên mình chữa bệnh. Thì theo cái luật của cha là 1 tháng 1 năm 2019 thì Đức Giám Mục có dẫn về, nhưng mà do bởi hai ông cha đó làm sai cái ý của cha thì cha bác luôn linh mục dẫn về, cho đến khi nào Giám Mục dẫn về thì mới được phép chữa bệnh. Ví dụ giáo phận Vĩnh Long thì đức cha Phêrô nhân hai dẫn về tới đây xin cha khám bệnh cho nên. Ví dụ như giáo phận Cần Thơ thì đức cha Stefano Tri Vũ Thiên dẫn về đến đây xin cha cho nên chữa. Ví dụ như giáo phận Mỹ Tho thì đức cha Phêrô Nguyễn Nhân Khảm xin cha cho nên chữa bệnh, còn nếu không là cứ đi chết. Linh mục không được phép gặp cha, kể cả con chim phải có lý do mới được gặp cha. Ông Nga biết rồi ha. Dạ. Vậy thì sao cái chuyện này không gặp cha để làm gì?
hiểu không? Con nhất thiết phải gặp cha để làm gì? Gặp cha thì để chữa bệnh thôi. Chứ còn nếu mà bệnh ung thư thì sẽ gặp cha. Mà gặp cha thì bây giờ con giáo phải giám mục con. Thì nếu mà trường hợp giám mục không dẫn về thì ta kiến nghị lên Đức Hồng Y. Đức Hồng Y mà không dẫn về ta kiến nghị lên Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng không dẫn về nó cho bác đi người con giáo chẳng chữa bệnh. Đó là nguyên tắc của cha nha. Vậy thì con là chữ thập đỏ, con dẫn về không có lạ lùng gì nha. Vậy cha nói về chữ thập đỏ của con một chút. Về cái nguyên tắc của chữ thập đỏ thì bác Hồ đã dạy con rằng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Khi mình làm thập đỏ mình phải có cái tinh thần đó, vì dân để mình phục vụ. Mà đặc biệt là thập đỏ là cứu người. Do vậy mà sáng giờ mọi người nói cha chủ tịch chữ thập đỏ đã chờ đợi để mà tới giờ làm giấy. Có hai lý do chờ đợi là phải hồ sơ không đủ. Lý do thứ hai là ngay bây giờ nghỉ ngơi nhất trưa thì cho cha nghỉ, hiểu không? Để chấp nhận vậy ha. Vậy mình vì chủ tịch chữ thập đỏ thì mình không có lý do gì mình không dẫn người về chữa bệnh nha. Hôm nay con dẫn một người này về thì con còn phải dẫn thêm nhiều người nữa nếu người ta có nhu cầu. Chứ không nói là ai đến nhờ là tôi mới dẫn. Nhưng mà với cái tinh thần của hội chữ thập đỏ là mình phải kêu gọi người ta. Đó là tinh thần của chữ thập đỏ. Vì mình phải là trung lập, mình không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, thứ tộc. Ăn thua ở đây, cha đề nghị thành phần đó là chữ thập đỏ dẫn về. Chữ thập đỏ thì dẫn về. Mà nếu dẫn về một cái người mà gọi là tôn giáo Thiên Chúa, cha cũng được. Thiên Chúa để cho Thiên Chúa dẫn. Phật giáo để cho Phật giáo. Mình chỉ dẫn thành phần là tôn giáo không nha. Thành phần này mình mới được dẫn nha. Thông báo cho tất cả các xã trên toàn cả nước. Ở đây cha cũng nói rõ là cha đang mở cái phòng khám chữa bệnh cho 196 quốc gia. Có nghĩa là có 196 nước. Chứ cha đâu có chữa cho cái riêng về cái Đông Phú Châu Thành Hậu Giang. Cha đâu có chữa riêng chỗ này. Vì thế ai đủ điều kiện thì được vô. Không có phải là năn nỉ ỉ ôi gì hết. Những anh đủ điều kiện đó là anh sẽ được mời vô đây chữa bệnh. Và chữa một cách như không nha. Chữa hết bệnh trả về. Và ở đây cha đã từng cho ra nhiều chuyến như vậy rồi. Cho nên kể cả người công giáo cũng vậy. Anh là linh mục, anh là giám mục, anh là hồng y, anh là giáo hoàng. Nên phải thực thi đúng cái tinh thần mà chủ chân. Khi nơi đó cần, khi cái nơi đó mà có nhu cầu để giúp đỡ cho con chiên mình, mà nơi đó cần đến người cha thì người cha phải lo. Chứ người cha không có lý là không có giờ đi hay là giới thiệu đến cái chuyện này. Cái cơ quan đó, cái nơi đó, tổ chức đó, người ta ra cái quy chế đó thì muốn con mình được như thế mình phải đi. Phải vậy không? Không có cách nào khác hơn được. Mình không có thể đứng ngoài cổng năn nỉ lại là lý do. Khi mình đủ điều kiện người ta sẽ mở cổng từ đó. Mình thí dụ như hôm nay hồi sáng không đủ điều kiện được vô, có xin nhận giùm cũng không được. Thế nè, đủ điều kiện tự tức khắc gặp được cha, còn thiếu điều kiện thì đương nhiên là không thấy cha đâu. Mà hãy đủ điều kiện thì ắt cha sẽ định giờ liền nha. Vậy cha dễ hay khó? Dễ. Dễ phải không? Điều kiện đâu có phải xin nhỏ gì cha đâu. Mà thiếu điều kiện rồi thì có quỳ lại cái đó, quỳ khóc cho nó, biểu tình nằm đó. Đường của nhà nước mà mình biểu tình nhà nước là nó cộng mình ráng chịu. Đúng không? Đó đường của nhà nước chứ không phải đường của cha. Cho do vậy mà bất kỳ một tôn giáo nào mà muốn được chữa bệnh nan y tại đây thì chỉ cần đủ điều kiện là tức khắc gặp được cha. Còn thiếu điều kiện thì không có biết cha ở đâu cả. Và cũng không làm sao gặp được, mà cha không chịu gặp. Vấn đề là cha không chịu gặp. Cho nên cha không có hoàng thân quốc thích ở đây. Hiểu không? Cha không có hoàng thân quốc thích. Ai cha cũng chữa đúng như vậy. Thì do bởi cái bệnh này á, là không phải chỉ chữa bằng thuốc, mà chữa bằng cái sự công bằng. Phải có cái sự công bằng ở trong cái bệnh. Sau nhiều năm tháng cha suy gẫm về cái bệnh này,
Dạ, sau gần 6 tháng cho chữa bệnh này thì cha cảm thấy cái bệnh này không phải là bệnh dễ chữa. Nhưng mà cái bệnh này dễ chữa với điều kiện là cái người đó chữa bệnh phải rất nghiêm minh nha. Phải rất là nghiêm minh thì chữa mới có hiệu quả. Kể cả người bệnh phải đi đúng phác đồ. Con đã lên mạng con xem hết rồi phải không? Có biết là con có nghe bao giờ cha đuổi những người bệnh chưa? Con có thấy cha đuổi rồi nữa phải không? Lý do nào cha đuổi? Đó. Vậy con có biết điều kiện đó chưa? Con có thấy vô đây khó hay dễ? Thời sáng giờ con vô khó hay dễ? Không, tại nó tại con đó. Ừ. Vậy thì con ơi, cái đầu vô đây rất là khó. Vậy thì khi vô khó thì con phải ráng theo phác đồ nha con. Vì cha nói cho con nghe cái bệnh của con là cái bệnh này là cái bệnh con chỉ còn là nằm chờ thời gian. Biết chờ thời gian đi đâu? Chờ thời gian đi xuống mồ nha. Tại vì con là cái bệnh con là cái bệnh di căn nè nha. Vậy thì khi con đến đây rồi thì cha và ban hiệu chẩn sẽ có cách để mà khống chế bệnh này nha. Khống chế bệnh này với cái tinh thần là con phải nghe lời ban hiệu chẩn nha. Và phải ban hiệu chẩn lúc này dặn con ăn uống ngủ nghỉ đi đứng như thế nào thì con phải làm y như thế đó thì cái bệnh con mới được hết nha. Còn nếu con không làm đúng phác đồ thì bệnh con nhất định sẽ không hết mà nặng thêm. Thấy không? Ở đây con hứa trước mặt cha những điều gì con phải làm điều đó nha. Vì ở đây có nhiều người hứa trước mặt cha không làm, rồi tưởng rằng cha không biết, rồi cuối cùng cha không biết thiệt, rồi cuối cùng cũng có chuyện để ra khỏi người khác. Có người cha biết được cha đuổi liền. Ví dụ như một số người ở nhà trọ thì già có bữa cha đi rình bữa, hoặc là cha cho người rình. Thì đương nhiên cái người rình thì đương nhiên con làm xấu con nó khỏi mắt nữa. Đó là tại con tập cái là con chỉ cần một cộng rau muống mà cha đã đuổi không có tin mình nha. Mà con nhớ cái đầu vô đây khó lắm nha. Để được cha ngồi ở đây cha nhận bệnh con khó vậy nha. Có khi con gặp cha sẽ lóng thoáng đâu đó thì dễ, chứ còn để cha leo lên tới cái ghế này cha ngồi đây khó vô cùng con nha. Khó dữ lắm. Mà khi cha nhận bệnh rồi cha sẽ chữa đàng hoàng nha. Cha chữa nghiêm túc đàng hoàng. Thì cái đường hướng chữa của cha đó là con đã coi mạng rồi thì con biết rồi. Cha cũng đã giảng dạy rất là nhiều cho cái đường hướng này nha. Chỉ cần những người mà bệnh nhân mà đi đúng cái đường lối của cha thì người đó được chữa. Chứ còn ở đây không có xin xỏ gì. Đây làm việc cũng cần phải xin xỏ. Cha không muốn ai xin cha mà cha cũng muốn cha xin ai nha. Tại sao mà cha không muốn ai xin cha? Cha không muốn ai xin cha là bởi vì cha biết cái phác đồ này khó lắm. Tự nguyện làm được những điều kiện đó thì cha sẽ chữa cho hết bệnh. Đó là cha không muốn ai xin cha vì cái phác đồ này khó. Và cha cũng không muốn xin ai là bởi vì cha chữa không lấy tiền ai. Cho nên cha không cần ai cả. Hiểu không? Ai tới đủ điều kiện cha chữa cho là về sống. Còn ai không đủ điều kiện thì cha bắt đuổi đi. Cha không cần chữa ai cả vì cha đâu có lấy ai đồng xu các bạc nào không, người ta phải lệ thuộc ai nha. Cha không, hoàn toàn cha không lệ thuộc nhà nước hay là công giáo hay Phật giáo hay tin lành, hoàn toàn cha không lệ thuộc ai. Ai thuận theo cha là cha làm, chứ còn thuận theo cha là đi chỗ khác chơi. Cha là một công dân ngon lành, có chứng minh công dân nhà nước ra ngoài, cha sống tốt lành không ai làm khó cha được. Thuận theo cha là sống, nghịch là chết, ráng chịu nha. Vậy đây cha đã chữa rất là nhiều bệnh nan y rồi nha. Cha không nói thêm gì chữa bệnh nan y nha. Nhưng cha chỉ nói là thuận là cha chữa cho, còn nghịch thì cứ đi chết, cha không chữa nha. Cha nói rồi đó nha. Vậy cha nói đó thì đồng nghĩa là con không được sang phác đồ nha. Bây giờ cha nói cho con nghe về cái chuyện mà con bệnh. Con bệnh đó là do con ăn sai cái thức ăn. Từ xưa đến giờ toàn bộ là con ăn tất cả những thức ăn mà gọi là không có tình thương. Nhưng mà cũng rất khổ cho con là mũi dại má chịu đòn. Cha mẹ mình sanh mình ra cho mình ăn động vật, rồi tới lớn lên mình quen ăn luôn, rồi mình bệnh. Mà đây chính là cái thức ăn mình không được ăn. Vì cái thức ăn này là đối với khoa học nó là thức ăn không được dung nạp. Nó không phải là thức ăn của mình.
đối với khoa học đây không phải là thức ăn của mình và nó là thức ăn không nano. Còn đối với Chúa thì đây là động vật không phải là thức ăn của mình. Đó là đối với Chúa, động vật không phải là thức ăn của mình. Nhưng mà về điều này cha đã giảng dạy cách đây là 4 năm. Năm 2014 cha đã giảng cái điều này đến mức độ là giáo hội Công giáo phải ra lệnh phạt dạ tuyệt thông cha. Tức là ngưng công việc của cha, không cho làm lễ nữa. Vì nếu mà cha làm lễ cha giảng nữa thì ta sẽ bị rối đạo nha. Thì điều đó đối với cha không phải là điều lớn. Bởi vì đối với cha cái điều đó, cái chuyện cha không làm linh mục hay làm linh mục chuyện không lớn. Chuyện quan trọng là cha cứu người, chứ không phải là lớn hay nhỏ, làm chức vụ gì nữa. Phải không nào? Chuyện quan trọng là cha cứu người. Vậy thì bây giờ nếu cha là người có chức vụ mà cha không cứu được người thì chức vụ nó vô nghĩa, đúng không? Vậy thì bây giờ cha không có chức vụ mà cha cứu được người thì cha vẫn có giá trị, đúng không nè? Cho đến bây giờ thì hiện tại thì cha ngày mai Chủ nhật cha sẽ cho ra một cái ca nan y nữa là ung thư phổi giai đoạn cuối, giai đoạn 4. Thì như vậy mình tổng cộng mai Chủ nhật ca nữa là mấy? Ra 17 ca. Ra 14 ca nha. Tổng cộng từ hồi tháng 4 đến giờ là ít nhất cha cứu được 14 mạng người từ cõi chết hiện về, từ cõi chết sống lại nhưng mà hiện về. Bình như con vậy, từ cõi chết sống lại. Dĩ nhiên bên cạnh đó thì không phải ở đây cha cứu không chết người, cũng vẫn chết người, ở đây vẫn có chết người mà cái tỷ lệ chết rất là ít, nhưng mà cái số mà sống lại rất là cao. Vì lý do tại sao? Vì lý do là hiện nay tất cả các nước trên thế giới, các nhà khoa học công nghệ tiến bộ nhất chưa tìm ra được một cái loại thuốc chữa trị ung thư nha. Lý do tại làm sao họ tìm không ra được cái loại thuốc này, mà họ là những nhà khoa học nổi tiếng thế giới mà họ tìm không ra được cái loại thuốc này. Ví dụ như Hậu Giang không có ai tìm ra được đó. Hả? Hậu Giang là Cần Thơ phải không? Dạ, Cần Thơ tách ra. Ờ thì Cần Thơ con nhớ là Cần Thơ là thủ phủ của miền Tây nha, lớn lắm. Có ai tìm ra được thuốc này chưa? Chưa nghe. Chưa nghe. Yeah. Do bởi họ ăn động vật, không hiểu gì hết. Tất cả các nhà khoa học trên thế giới họ hoàn toàn mù tịt trong cái chuyện chữa ung thư. Mà họ là các nhà bác học, khoa học. Còn mình là các nhà chú học, thím học, cháu học. Người ta là bác, mình là chú. Người ta là bác học, còn mình nó nhỏ hơn bác thì chú học, thím học, cháu học, con học, em học. Cho nên mình làm sao mình chữa được cái bệnh này. Đó này. Nhưng cha chữa được là bởi vì cha đã nhận ra được cái thức ăn mà con người cần phải ăn đó là cây cỏ mang chất. Do vậy mà cha mới nhận ra được một cái loại thuốc chữa ung thư. Nói cho đúng nghĩa mà ra là một loại thuốc chữa tất cả các bệnh nan y, chứ không có ung thư, không có trừ ung thư. Ở đây cha cũng có chữa tiểu đường, nhức khớp, rồi là thận gan, phèo phổi, tỵ tèn, chữa. Nhưng mà tùy tình hình mỗi người đủ điều kiện như thế nào thì cha chữa thế đó. Còn đủ điều kiện thì cha bye bye. Vậy vấn đề cha muốn nói lại với con rằng là hiện nay trên thế giới không ai nhận ra động cây cỏ mang hạt giống là thức ăn của con người. Cho nên tụi con mới đi kiếm cha. Phải vậy không? Nếu có người nhận ra thì sẽ vẫn có người chữa trị được. Tụi con kiếm cha để làm chi? Phải vậy không? Phải nhận ra. Từ Hậu Giang qua đây đâu phải gần không? Phải không? Ít nhất là 150 cây số. Cha rầm Cần Thơ mà. Ít nhất là 150 cây số mà không phải đổ đồng đổ bộ sáng giờ là ăn cơm bờ ngủ bụi. Phải không nè? Không kiếm được ổng ở đâu. Tại vì tụi con không nhận ra được. Ví dụ như ông Na đó. Năm 2014 là ông theo cha, ông làm lễ lòng thương xót, ông theo cha sát cánh. Mà sau khi mà cha bị phạt dạ thì không, ông biết luôn tới giờ là 2019, 2018.
Tức là tự động ông sợ cho anh. Ông sợ bị dạ thì không lấy. Ôi trời, em nói quan cho con quá. Quan cái gì? 4 năm nay giờ mới có mặt thì quan gì đấy? Biết bao nhiêu lính lệ của cha nó theo cha ở đó, là nó theo mỗi ngày thứ bảy là nó theo cha là thấp nhất 3.000 người, có khi 1.500, có khi 1.000, ế như 500 như vậy ha. Mà cao điểm là 7-8.000, mà sau khi cha bị dạ thiệt thông rồi bỏ sạch không còn một quen. Nó nói cha sai, nó nói cha hư thúi. Mà chính con cũng nói, đừng nói thôi. Cả thế giới này nó nói cho hư thúi. Cả thế giới này, chứ không phải là cái đám đó, đám sao cha nó chơi. Cả thế giới này. Rồi bây giờ cả 196 quốc gia đi kiếm cho tượng. Mà kiếm có được ở đâu? Mà sáng giờ con thấy con dễ vô đây. Kiếm có được ở đâu? Rồi bây giờ đạo công giáo về cho đưa lên tới cái giám mục rồi, đến cái mục đâu mà dẫn về khám bệnh. Cha dạy biết bao nhiêu mà không chịu. Cha dạy hết những gì cha có thể dạy. Những gì Chúa đã chỉ cho cha đã dạy hết nhưng mà không chịu. Để đến ngày hôm nay nó mới ra sự thể như vậy. Đúng không? Hối hận chưa con? Con thấy con hối hận trên đây. Con cũng là người ung thư đó. Ngày xưa xưa con theo cha là con bị ung thư hạch đây nè. Phải không? Giờ còn không? Tạ ơn Chúa. Cái này là cái nguy hiểm vô cùng nha. Do vậy mà ngày hôm nay cha đã cho ra đời được một cái lọ thuốc chữa ung thư. Thì thôi thì con phải lắng nghe lời cha để cứu mày nha. Cha nói ngắn gọn vậy thôi, chứ còn cha giảng dạy hàng ngày như vậy thì quá nhiều rồi. Cha con muốn giảng dạy nhiều thêm. Cha chỉ nói là cha buồn cho nhân loại. Cha buồn cho nhân loại họ không hiểu biết gì. Họ tưởng họ là đúng, họ tưởng họ là hay, họ tưởng họ là dấu, họ tưởng họ ở trên mây. Bao nhiêu ông giáo hoàng, ông hồng y, ông giáo mục cũng tưởng ở trên ngọn cây. Ai về đâu giờ ổng ung thư rồi, con ổng ung thư, ổng phải dẫn về đây. Chúa ơi, không dẫn con mình đi chữa bệnh, nó chết mình có sống được không? Phải không? Mình làm lễ với ai đây? Con không dẫn con của con đi khám bệnh, nó chết, con có làm chủ tịch xã gì, thập đỏ xã vui vẻ gì không? Phải không? Không có vui vẻ gì hết. Cha thì nghe nói thì xin phép cha bây giờ cha cũng nói gì mày, tôi cha cũng có hiểu nghe được cái quy chế. Cha nó đi ra thì do nó gì là lần này nó chung họ nào chẳng biết. Lên mạng nó thấy là chúng ta nhà chỗ Na nó dẫn đến đây thì cha ra cái quy chế lần này hoàn toàn là thống nhất. Do gì thì hôm nay thì họ nào thì cũng chưa nghe nó ai chịu bệnh mà nói mọi chỗ có chữ thập đỏ rồi đi thì lần này tôi cũng chưa có hiểu. Hôm nay cha giải thích là tôi rất là hiểu. Hãy hiểu nha, hãy hiểu đang đi làm việc. Vì họ chữ thập đỏ là một cái người làm công tác nhân đạo từ thiện đó, phải có lòng yêu thương tha thiết với những cái người có hoàn cảnh đó, mình phải tận tình giúp đỡ. Do gì cái chị Năm này là cái hậu duyên của chùa Thập Đỏ đó, do gì nghe nói thì tôi lại sẵn lòng tôi nói với Năm, chị Năm này đi 2-3 ngày đường vậy tôi cũng dẫn đi lên để giúp cho có cái hoàn cảnh bệnh và cho làm sao cho nó bệnh, cầu ơn là Chúa để giúp đỡ cho cái bệnh cho nó thoát khỏi cái gì sống với gia đình. Thì hôm nay đến đây đó, thì trước thì nhờ có cha, rồi sau đó thì cũng mấy thầy mẹ ở đây tận tình giúp đỡ, thì nó hoàn toàn là mày chấp nhận và nghe những cái quy chế của cha đưa ra và những cái phác đồ để điều trị. Thì ngày chúng tôi với cha cũng hoàn toàn chấp nhận để làm cho cha cứu giúp cho một người rất là trước về đây là cha với các thầy cố gắng giúp cho đôi tình cảm. Tại sao cha lại đưa ra cái phác đồ khó? Phác đồ này không phải cha đưa, mà chính cái bệnh nó đưa. Chính cái bệnh nó cho mình cái phác đồ. Ví dụ như bây giờ cha nói bây giờ cái con sông của mình ở Hậu Giang là sông nước phải không nè. Bây giờ con sông của mình chiều ngang nó 50 thước phải không nè.
mình phải bắt một cái cầu bằng bê tông thì mình đi mới an toàn. Còn nếu mình bắt cái cầu khỉ bằng cầu tre mình đi an toàn không? Đúng không? Vậy thì không phải mình bắt cái cầu bự mà do con sông nó đòi hỏi mình phải bắt cái cầu chắc chắn. Bị ngang qua 50 mét sâu xuống 10 mét rớt cái ống xuống chết không nè. Phải không? Vậy thì con sông này nó bự, nó đòi hỏi mình phải bắt cây cầu cho vững chắc để mình đi qua. Chứ mình không thể nào bắt một cái cây cầu mà cầu tre đi qua được là té chết. Do bởi cái con sông bự và sâu nó đòi hỏi mình bắt cây cầu đó. Chứ mình đâu có khùng như mà bỏ kinh phí ra bắt cây cầu tới vài ba tỷ đồng. Phải không nè? Nhưng vì cái con sông này nó đòi hỏi phải cây cầu vài tỷ đồng mới đi được an toàn. Đúng không? Công nhận với cha không? Vậy thì cái bệnh ung thư này nó đòi hỏi cái phác đồ đó thì nó mới an toàn. Chứ không phải là cha đòi hỏi phác đồ. Hiểu chưa? Vậy thì cái phác đồ này là cái bệnh này nó đòi phác đồ này. Chứ không phải cha đòi. Cha chỉ là người nhắc thôi. Cha chỉ là người nghiên cứu ra cái phác đồ này thôi. Và thành công ở nơi cái phác đồ này. Cho nên cha dạy con là cái bệnh con nó đòi phác đồ của con chứ không phải cha đòi. Giống như cái con sông này nó phải đòi cái cầu này nè. Chứ không phải cái cầu này đòi con sông. Đó nè, vì con sông bự quá cho nên bắt cái cầu nhỏ đi té. Vì cái bệnh này lớn quá cho nên phát đồ không nghiêm chỉnh này không. Không qua khỏi. Phải không? Vậy cái phát đồ này không phải cha đưa ra nha. Còn hiện nay con là thạch đỏ con dẫn về thì dễ hiểu không? Cả cái thế giới này, nước Việt Nam người ta chữa sao cho nổi nếu cha mở cửa đó chà. Hiện nay là tất cả các Việt Nam mình có 100 bệnh viện. Phải không? Mà bệnh viện nào cũng đầy ắp người á. Vậy thì ở đây mà cha có chỗ chữa ung thư mà nếu cha mở cửa như thế này thì ngày mai có còn chỗ chứa ở đây không? Ai cũng chữa tôi. Phải không nè? Nhất chân cũng vô nè, tiểu đường cũng vô nè, gút cũng vô, huyết áp cũng vô, tim mạch cũng vô, ung thư gan, thư thận, thư phèo, thư phổi, thư tụy, thư vú, thư nách, thư nào cũng vô rồi cha chữa ai? Ai cũng muốn mình được hết. Chắc bệnh. Nói nè, mà cái phát đồ này nó khó là do cái bệnh này đưa ra nha, do cái bệnh này đưa ra. Vậy chúng ta phải cố gắng nha. Cha nhắc con như vậy thì con phải tự theo các thầy nha. Cha không nhắc nhiều nữa, bây giờ cha cũng già rồi à. Cha nói cha già rồi chứ ai cũng mắc cười. Cha già chỗ nào biết không? Cha già ở chỗ là cha đã giảng cái vụ này nhiều quá rồi, chứ mà cha già tuổi. Tức là cha nhận quá nhiều cái ca bệnh như vậy. Rồi cha giảng quá nhiều lần rồi. Vậy thì bây giờ cha không cần giảng nữa. Mọi người muốn nghe cái gì đó thì lên mạng mở nghe. Đó là cha già là như vậy. Già là già cái chuyện nhận bệnh nè nha. Hiểu không? Nhưng mà già tuổi nha. Kể cả hai cái giấy khám bệnh này con cũng như biết rồi phải không nè. Một cái giấy là ký vào xin khám bệnh không tốn tiền. Một cái giấy là ký vào con khám bệnh mà mai này mà nếu như con chết trúng gió sổ mũi nhức đầu hoặc chữa không hết con chết con cũng thưa cha phải làm như vậy cha mới chữa trị được. Và ở đây cũng có nhiều ca chết con nhưng mà cha cũng chưa thấy ai thưa hết, thấy họ vui vẻ về chôn thôi, tại vì bệnh họ nặng quá rồi nha. Bệnh họ nặng quá rồi cho nên họ không trách mình vụ chết. Nhưng mà con ơi, cha chữa bệnh cha đâu có mong ai chết. Như cha nói lần một lần nữa, khi cha chữa bệnh cho con thì khi con chết cha buồn hơn chồng con, buồn hơn ông này, buồn hơn mọi người, vì không còn ai giơ tay để cứu con nữa. Nếu như con có chết người ta nói người ta cũng không buồn, vì tôi cứu không được, mọi người cứu không được, vậy thì vợ tôi chết tôi cũng không đáng buồn đó nè. Nhưng mà còn một chỗ cha cứu con, mà nếu cha cứu không nổi cha buồn. Cha buồn vì cha thấy chồng con nó khóc, cha thấy chồng con nó buồn, cha thấy con cái con nó khổ. Nhưng mà có khi con phải nghe lời cha để chữa trị thì cha đỡ khổ hơn nha. Ngày hôm nay con đến đây để cha chữa bệnh thì đương nhiên những cái mà con đang gặp khó khăn về sức khỏe, về bệnh trạng hay gì đó, về kinh phí gì đó thì mọi cái cha phải đều nhắm tới. Đúng không Thu, đúng vậy không? Mọi cái cha đang đều phải nhắm tới, chứ đâu phải chỉ nhắm cho con cái chữa bệnh thôi nha. Bởi vì cha là người yêu thương già cho không à. Thành thử ra cha phải hỗ trợ con đủ mọi hình thức
để cho con không phải đau khổ về kinh phí để con hết bệnh. Giống như là khi con vào đây con khám bệnh, con viết một cái đơn này là đơn xin khám chữa bệnh miễn phí, thì trong quá trình chữa bệnh cho con không phải lo tiền ở đâu trả. Con hiểu chưa? Nếu như con chữa cho đến ngày hết bệnh rồi, con đứng về con về cho nó thôi, cha không lấy tiền con hồi hộp từ nay tới ngày đó vậy đó. Đó nè, vì thế cho bác con phải ký cái giấy vô đây để con chữa bệnh mà con nói với con rằng cha không lấy tiền rồi. Con làm ký tên vô trong này nha. Vậy thôi con ký cho rồi đi, khỏi suy nghĩ nữa nha. Ký tên, ghi rõ họ tên. Có người đi nuôi không? Dạ, ai đi nuôi? Chắc chắn là có người nuôi không? Rồi, cha ký cho con một cái mộc yêu thương và cho không nha. Từ nay trở đi là cha đã ấn ký vô trong ngày rồi. Yêu thương cho không, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ấn ký. Có nghĩa là con chiếu miếng giấy này ra là không ai đòi tiền nữa. Cha đã làm dấu cho con rồi nha. Con không có phải bị đòi tiền nữa nha. Còn đây là một cái giấy xin cam kết khám bệnh. Con ơi, vì cái thời buổi hiện nay mình không biết là mình trúng gió, trúng giông gì như thế nào để mình chết chứ buồn phiền mọi người. Do vậy mà con phải làm một cái giấy. Trong cái giấy này cam kết con không được sai. Và nếu như trong quá trình chữa trị con mà có xảy ra chết chóc, con không có được bồi thường hay là thư kiện ở tù. Vì ở tù không phải cha ở mà thôi, mà kể cả ông này ở luôn, ông có chịu ở tù với cha không? Bà này bà thưa, bà nói là ông dẫn tôi đi đâu vậy, rồi giờ chồng tôi chết rồi, vợ tôi chết, tôi thưa ông ở tù. Ông có chịu không? Thấy không? Cho nên cái giấy này rất quan trọng cho ông chủ tịch chữ thập đỏ của con nha. Ở đây cha chữa bệnh chứ cha không mong con chết. Nhưng cái chuyện đó không nói trước được nha. Cho nên mình phải nói ba mặt một lời. Mình phải nói trước với nhau, lỡ mà con có bệnh tật chết chóc mà cha nói cho con nghe nè. Con đến đây là cửa cuối cùng. Đúng vậy không con? Cửa này phục sinh con cao lắm. Nhưng tất cả các cửa bệnh viện khác không có phục sinh con. Chứ không nói có cửa, không có phục sinh con. Con đã đi rồi, con đã đi nhiều cửa lắm rồi, mà con nhìn thấy không có cửa nào mà đủ bản lãnh cho con sống lại. Cửa này nè, cửa của cha đây nè, cha ngồi đây nè, cha ngồi đây, cha ngồi đây, cha nhận bệnh con là cái sự sống con cao lắm nha. Mà nếu như con chết trong tay cha, con cũng vui lắm, không có buồn. Thế nè, bởi vì cha mà, cha phải cứu con chứ, phải không? Đâu phải bác sĩ cứu con, không phải thầy cứu con, mà cha. Con có biết cái tình cha con không? Cha cứu con, cha đâu có mong cho con chết. Nhưng mà cha thì không thưa con, nhưng mà chưa biết, cho nên con phải làm giấy. Ngày mai này cha mong một điều nó hòa bình chỗ là khi cha chữa bệnh cho ai, cha không cần làm giấy này. Do bởi cha không biết đứa con nào nó ngỗ nghịch, nó thương ngược trở lại. Thế nào? Vì cha không biết đứa con nào nó ngỗ nghịch, cha đâu có biết giờ con ở Hậu Giang, cha biết con là ai. Thế nào? Vì giữa cha với con đâu có biết nhau đâu. Tự nhiên con lên đây cái cha gọi con bằng con, chữa bệnh cho con. Đúng rồi, hết thì con cảm ơn hết, thường viết cái ba đơn thưa cha. Cha đi ở tù, con thấy vô duyên luôn. Nè, vậy thôi thì con phải ký giấy vô đây nha. Nội dung đó trong này thì y chang không vậy con? Con chỉ ký thôi nha. Ký ghi rõ họ tên. Rồi ông chồng ký nữa nha. Ông chủ tịch chữ thập đỏ có đang có mọc theo không? Ừ, đặng ký vô để chứng nhận ông là người chủ tịch chữ thập đỏ. Ủa, mày xe đó khác là đẹp. Để nhà sử hay đơn giá rồi. Rồi, kiếm điểm.
cha ký cho con thêm một miếng nữa để con đem về xứ con giữ ở trong cái văn phòng, cái office của thập bảo. Thì lỡ ông chủ tịch ủy ban xã mà hỏi đi đâu làm cái gì, giác cái mọc đi đâu, ông làm khó mình thì mình có cái giấy này kiếm, mình có cái lý của mình là tôi đi đó tôi làm đó nha. Vì nếu mình không cha không thủ cho con phần này nó lủng củng vậy đó nha. Sau này chủ tịch chữ thập đỏ còn khó, mình khó lòng nha. Thập đỏ kia nè. Hai chữ này này. Đúng rồi, ký ghi đỏ tên nó mọc vô. Còn cái đơn này một đơn được không? Thấy nghe không? Một đơn này, cái đơn này là cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí. Mọi người hãy cố gắng, hãy vì loan truyền cái điều cha nói nha. Loan truyền cái điều cha nói là cha không phải ai cha cũng chữa được hết. Cha chữa phải có người chẳng về, vì đông quá cho dẫn dẫn được. Chút nữa ông chủ tịch chữ thập đỏ chờ dẫn bệnh nhân vô phòng ghi cái này, xong rồi cầm cái này bỏ trong túi giữ lại trong mình nha. Ảnh này có cha ký rồi nè, có cha ký, có cha nhát cái mọc vô đây nha, ký ký đây rồi. Thì đây là con thấy đây là một cái pháp lý rất là rõ ràng nha, đối với nhà nước, đối với ở đây rất là rõ ràng nha. Còn cái kia đó. Về mặt pháp lý ở đây con rất là rõ ràng nè, con được chữa bệnh miễn phí. Để được tới một cái bộ hồ sơ này khó lắm nha con. Đây cha cấp cho con một cái thẻ bài. Thẻ bài này là ngày sáng tới giờ con không được vô cổng, mà giờ con được cha cấp cái thẻ bài. Giờ này là con có quyền vô tự do rồi đó, con không ai cấm cản con nữa. Mà sáng tới giờ con không có bao giờ con hy vọng con được vô cổng. Mà cho đến bây giờ thì khi cha nhận hồ sơ con là cha cấp liền cho con thẻ bài nha. Thẻ bài này của địa phương xác nhận nha. Cũng thập đỏ thấy rồi ha. Thì hiện giờ con sẽ được cái thẻ bài này giữ trong mình ha. Thì con được đi ra đi vô mỗi sáng, hay là con đau bệnh con qua đây bất cứ giờ nào có người mở cổng cho con. Mà hồi sáng giờ con không có ai dòm tới con. Nhưng mà khi con được nhận bệnh rồi với một bộ hồ sơ rất là nghiêm chỉnh, sao cha cấp đi cho con cái thẻ bài ha. Con được phép đi ra vô đây để khám bệnh. Vậy phần hồ sơ này giao lại cho mấy thầy nha. Mấy thầy đáng cố gắng gìn giữ bệnh nhân nha, để giúp cho bệnh nhân vượt qua cái cơn đau đớn là ung thư gan nhé. Ung thư gan con ơi, điều quan trọng cha nói với con là con phải cố gắng theo phác đồ điều trị nha. Còn riêng về cái ông thập đỏ, cha nói cho con nghe, hôm nay mình làm thập đỏ, mình dẫn một người bệnh đi, mình về cái giá trị mình khác hơn. Hôm nay cái chức của mình nó còn đó mà cái giá trị nó cao hơn nữa. Ngày hôm qua cái chức đó với giá trị đó, hôm nay chức đó với giá trị cao. Mọi người nhìn mình với một cái nhìn triều mến, thân thiện hơn nữa nha. Cha dặn cố gắng gì dẫn nhiều người đi nữa nha. Có ý kiến gì nữa không? Có ai ý kiến gì nữa không? Muốn rồi qua đây thì cha cũng lấy tận tình giúp đỡ cho bệnh nó mau lành. Không có muốn nữa con. Khi con dẫn đến đây cha đã làm các sự này rồi, con không cần phải muốn nữa. Tự động cha muốn thôi. Hồi nãy ngoài cổng con vô cha muốn á. Hồi nãy cha muốn con đủ giấy đó là cha muốn đó. Còn khi con vô được tới cổng này, con không cần phải muốn, tự cha biết cách cho mình nha. Ý kiến gì khác quan trọng hơn ý kiến này nè. Dạ, con có ý kiến cho cha cho con. Ở trong cái họ đạo của con á, là bây giờ là có một cô đó mà cổ coi như cha mẹ không có mà... Con ở giáo phận Cần Thơ. Dạ, nhưng mà ở trong cái tranh trong họ thì đó là giáo phận Cần Thơ, thì đức cha Stefano Tri Vũ Thiên dẫn về. Yeah. Chứ giờ cha sở không có quyền, cha không biểu cho sở, cha biểu nhớ một dẫn về. Yeah. Tết thiên rồi ha. Yeah. Giống như cái ông này biểu không phải dẫn về cho mới chữa, thì ông dám một con hải tết thiên đó thôi chứ dẫn không dẫn con. Con suy nghĩ vậy, nhưng mà nãy giờ con cũng có nghe cha
giảng thì phải đủ điều kiện, nhưng mà cái cô này thì cô cũng bệnh nhiều lắm, nhưng mà coi như là không có đi đến nơi đến chốn, nhưng mà bây giờ là cô cũng bị nặng lắm, sưng mình mấy hết trơn. Thì bây giờ tất cả phải lên kêu cầu ông giám mục Cần Thơ là Tri Hữu Thiên. Bây giờ ông là giám mục của con cả ông nè, giờ nó bệnh vậy ông tính làm sao? Ông có dẫn nó đi về chữa ông cha Tường chữa không? Nếu mà ông dẫn nó về ông cha Tường chữa thì nó chết, ông có vui không? Còn ông cha Tường thì ông dẫn về ông mới chữa, còn ông không dẫn ông không chữa. Vậy ông để cho nó chết hay là ông để nó sống? Thì tự động có suy nghĩ thôi nha. Dạ. Tự động ông là giám mục, ông là chủ chăn của giáo phận, ông phải có suy nghĩ đó. Cái điều kiện tôi thấy như cái cô này thì cổ không có cái hồ sơ bệnh án của tuyến trên. Không có thì phải lo đi làm thôi. Chứ ở đây là cho viện chẩn chứ trong nó khác. Dạ, dạ. Ở đây là khi cô đủ hồ sơ rồi. Cái điều kiện vậy chắc cũng khó, bởi vì cô đó thì cái điều kiện bây giờ cha không giúp được thêm khác. Dạ, nha. Dạ. Cha chỉ giúp được cái đó thôi. Dạ. À, nghĩa là cha giúp con cái phần mà con không thể giúp con được, hiểu không? Dạ. Cha thường như cái giáo phận của mình thì theo con Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai. Dạ biết rồi, con suy nghĩ lại theo giáo phận của mình thì con với kiến là xin cha là coi như là cho giấy giới thiệu của Đức Cha thôi, chứ Đức Cha có đi xuống đây giữa. Thì Đức Cha Thiên khó không? Không, Đức Cha á. Rồi Đức Cha bản ở Buôn Ma Thuột khó không? Ở Con Tum khó không? Rồi Đức Cha trong Một Tri khó sao? Ngoài Bắc sao khó được? Đức Cha Hai lạ gì mà phải ông viết giấy giới thiệu? Không lẽ ông hơn Đức Cha Thiên? Con sợ Đức Cha. Rồi ông hơn Đức Cha Khảm Mỹ Tho sao? Ở đây cha không có hoàng thân quốc thích. Nha, hồi nãy cha có nói rồi, cha chữa bệnh một cách công bình. Nha. Do bởi các cha không dẫn con chiên về, cha mới đề cử giám mục đi. Nói trắng ra là cha biểu giám mục dẫn về. Còn không dẫn về cha biểu Hồng Y, Hồng Y dẫn về, cha biểu giáo hoàng vậy thôi. Còn giáo hoàng không dẫn về, tự tiệt học đi chợ. Vì đây cha không mắc nợ ai, cha làm một cách yêu thương và cho không. Cha nói cái này rồi nó sẽ lên mạng mọi người nghe thôi. Cha không có mắc cỡ, cha cũng không có phải là cha không kiêu ngạo, mà cha không cà chớn, mà cha không có chuyện đó. Lòng cha không có những chuyện đó. Lòng cha chỉ có cái sự công bằng. Do bởi các cha sở không chịu dẫn về, mà khi dẫn về tới đây không chịu làm giấy, ít nhất là 4 con chiên nó khóc nức nở nên ra khỏi cổng đi không nổi. Vậy thì cái lòng của cha không nhìn được, cha không thể nhìn 4 con chiên khóc đi về được. Còn bao nhiêu con chiên cha sợ đó đồng ý với cha rồi mà tới giờ đi là ông cha sợ gì trên bảo lộc, tới giờ đi rồi mà hỏng bẻ ngang không chịu đi, con chiên đành phải đi xuống đây một mình rị cái cổng khóc 3 ngày. Là ông cha sợ Thái Bình, giáo phận Thái Bình cũng vậy. Do vậy mà bây giờ cha bác ông cha sợ, cha không cho phép dẫn về, cho biểu ngay ông giám mục phải dẫn về. Còn nếu ông giám mục không dẫn về thì ông không phải là chủ chăn của giáo phận. Có vậy thôi. Còn Đức Cha Hai là ai mà cha phải tha cho ông kia. Cha không thông cho ông chỗ này, không thông cảm cho ông chỗ này. Nha. Ông không dẫn thì con chiên cũng chết, chứ cha đâu chết. Kể cả nhà nước phải dẫn mà. Kể cả họ Phật, bên Phật giáo phải dẫn mà. Thì cha không có hoàng thân quốc thích với ai. Mà hồi nãy giờ cha nói, hãy ai đủ điều kiện thì cha coi người đó như là con, cha gánh trên vai cho chữa bệnh cho. Còn không đủ điều kiện thì cha không chữa được. Vì cha không có chữa cho một giáo phận hay là một họ đạo. Hiểu không? Cha cũng không chữa cho một quốc gia này. Các quốc gia khác người ta cần đến cha vẫn chữa. Ở đây cha không có kiêu ngạo nha. Cha cũng không coi cà chớp, cha cũng không coi thường ai hết. Mà cha nói bằng lòng thành cha là như vậy. Cha chỉ biết yêu thương và cho không theo nguyên tắc này cha làm. Nó, cha đâu có quen với con. Đúng vậy không? Nhưng con đủ điều kiện, con thấy cha có chối từ con không? Cha mời vô đàng hoàng, cha đâu có chối từ gì đâu. Ha? Mà con thiếu điều kiện cha chối liền. Vậy thì những người thiếu điều kiện như con là đầy vậy, cha đâu có chữa nổi. Hả nè, cha nói vậy mọi người hiểu rồi. Thì ai hiểu tốt, hiểu thôi chứ đâu có sao cha. Ha? Cha đâu có quan trọng ai. Ai đủ điều kiện cha sẽ chữa tới cùng cho nha. Rồi có ai ý kiến gì nữa không? Vậy nha, thôi mình đứng lên đọc kinh cảm ơn Chúa nha. Cha và con và thánh thần, sáng danh Chúa Cha.
Như Đại có trước vô cùng, giờ bây giờ Ngài đang có, giờ Ngài đang chẳng cùng. Chúng con thì dân Chúa nhân từ cho các hạnh hơn ngồi người bên chỗ người rồi bây giờ con bệnh đi theo mấy thầy vô phòng khám, kể cả con dẫn vô, dẫn người ta vô tới phòng rồi mới ra về được, cho hết cái trách nhiệm. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.